Nhãn hàng sữa Enlin Ba Khỏe, công thức cho hệ cơ xương khớp khỏe mạnh. Xin kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Được bay nhảy thỏa thích, thoải mái vận động và tự do làm những điều mình thích là mong muốn của tất cả mọi người. Để làm được điều đó ở bất kỳ tuổi nào, bạn cần một hệ cơ xương khớp dẻo dai, linh hoạt và khỏe hơn tuổi của mình. Ngoài các thành phần dưỡng chất thiết yếu như các sữa thông thường khác, sữa Enlin Ba Khỏe mới giúp bổ sung đạm cho cơ săn chắc, canxi cho xương chắc khỏe, collagen cho khớp linh hoạt. Để bạn luôn khỏe khoắn, tự do vận động và làm điều mình yêu thích dù bất kỳ tuổi nào. Để giúp cho các anh chị kiểm tra sức khỏe của hệ vận động cơ xương khớp, Enlin Ba Khỏe hân hạnh mang đến chương trình đo chỉ số vận động vàng. Vậy còn chần chờ gì nữa, xin mời quý khách hãy ghé ngay gian hàng Enlin Ba Khỏe để kiểm tra và có những bí quyết chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp một cách tốt nhất. Ngoài ra, tại gian hàng Enlin Ba Khỏe hôm nay cũng có chương trình mua hàng tặng quà cực kỳ hấp dẫn. Enlin Ba Khỏe xin trân trọng kính mời.